chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Đà Hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ cho đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Giang Lâm chủ trì cuộc họp với các nhà đầu tư để trao đổi thống nhất tiến độ thi công bộ số dự án được ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quang chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm, nuôi trồng thủy sản và phòng chống hàng mạng năm 2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh việc duy trì hoạt động chạy kề, tạo việc làm, góp phần giúp hội viên phụ nữ tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 14 tháng 2, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các nhà đầu tư cùng các sở ban ngành địa phương liên quan để trao đổi thống nhất tiến độ thi công một số dự án được ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh trà vinh năm 2020. Tại cuộc họp này, một số chủ đầu tư thực hiện các dự án báo cáo với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ triển khai việc thực hiện các thủ tục như đăng ký đầu tư, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục thuê đất, thủ tục miễn giảm thuế, thủ tục môi trường. Thủ tục xây dựng các bước được chủ đầu tư xây dựng theo lộ trình cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hoàn thành trước quý 4 năm 2020. Song song đó, các chủ đầu tư có những kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ thủ tục hành chính, miễn giảm thuế, thuê đất, chi phí khai thác mặt biển, phê duyệt thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng, cây ăn trái qua màu trên địa bàn tỉnh. Phát biểu với các chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Lâm khẳng định, tỉnh luôn quan tâm kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ đồng hành cùng với chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp đồng thời chủ trọng đề xuất các chính sách hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng với đó là tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông đất đai mặt bằng thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển đầu tư đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư cùng các sở ngành đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã cam kết của dự án cùng với việc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở những nguyên tắc của kinh tế thị trường, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, nhất là đất đai, nguồn nguyên liệu, lao động, tiềm năng dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Dẫn kiến nghị đề xuất băn khoăn của các chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Lâm chỉ đạo các sở ngành chuyên môn và địa phương phối hợp thực hiện với chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục hành chính đúng thời gian quy định đồng thời kiên cố đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp xây dựng kế hoạch phê duyệt giá đất đền vụ, giải phóng mặt bằng cây trái qua màu và kiến trúc phù hợp với chính sách nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ của các dự án tại cuộc họp này chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp làm tốt chức năng tham mưu định hướng cải cách hành chính công tạo niềm tin cho các nhà đầu tư doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao kỷ luật công vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Hôm qua ngày 13 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quang chủ trì cuộc họp với các sở ngành và các huyện thị thành phố Đồng tỉnh để chỉ đạo phòng chống dịch cấm gia cầm, nuôi trồng thủy sản và phòng chống hàng bạc năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng cho biết, tình hình dịch cúm gia cầm H5N1 hiện nay đang xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, nhưng đối với tỉnh Trà Vinh, tình hình này đang được kiểm soát tốt. Trong năm mẫu được xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm tại chợ huyện Cầu Kè, đến nay đã được tiêu độc khử trùng và tiếp tục lấy mẫu giám sát dịch bệnh để xử lý kịp thời, không để dịch bệnh xảy ra lây lan ra diện rộng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng lưu ý với các sở ngành các địa phương trong tỉnh Mặc dù hiện nay tỉnh ta đã và đang kiểm soát tốt dịch cúm gia cầm, nhưng không được lơ là chủ quan trong công tác phòng ngừa dịch cúm gia cầm. Về công tác nuôi trồng thủy sản, theo phó chủ tịch của Quỹ ban nhân dân tỉnh, hiện nay do thời tiết diễn biến phức tạp nên tình hình nuôi trồng thủy sản của bà con gặp nhiều khó khăn. Hiện nay toàn tỉnh đã thả nuôi trên 1 tỷ con tôm cá các loại, trên tổng diện tích gần 16.000 hecta đạt trên 29,5% kế hoạch năm, và đến nay toàn tỉnh cũng đã có 13% số lượng tôm sú giống và có trên 12% số tôm thẻ chăn trắng được thả nuôi bị thiệt hại. Theo phó chủ tịch của ban nhân dân tỉnh, tỷ tỉ lệ thiệt hại tôm nuôi hiện nay chưa đáng kể, còn nằm trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, để nuôi trồng thủy sản năm nay đạt hiệu quả, phó chủ tịch của ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành chức năng, các địa phương có thế mạnh nuôi trồng thủy sản của tỉnh phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong việc tuân thủ lịch thời vụ thả nuôi đã được ngành chuyên môn khuyến cáo. Bởi qua kiểm tra của ngành chuyên môn cho thấy, đa số diện tích nuôi tôm bị thiệt hại từ đầu vụ đến nay là do người dân không tuân thủ đúng lịch thời vụ thả nuôi để được ngành chuyên môn khuyến cáo. Mặt khác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra độ mặn, điều tiết nước phù hợp, đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản và thường xuyên hỗ trợ tư vấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho người dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại nuôi trồng thủy sản trong năm nay. Về công tác phòng chống hạn mặn, đây là vấn đề đang được các cấp lãnh đạo quan tâm nhất hiện nay bởi theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, hiện nay mặc dù mới vào tháng 2 nhưng độ mặn trên sông Cổ Chiên và sông Hậu đang ở mức rất cao. Theo số liệu quan trắc mới đây của ngành nông nghiệp cho thấy, tại dàm Trà Vinh có độ mặn gần 13 phần ngàn, dàm lắng Thé gần 12 phần ngàn, dàm Đức Mỹ 7 phần ngàn. Trong khi đó, mực nước trong nội đồng ở một số địa phương đã bị xuống thấp, không đảm bảo đủ nước phục vụ cho sản xuất. Trước tình hình hạn mặn diễn biến gây gắt kể trên, đã làm trên 5.500 hecta diện tích lúa bị thiệt hại, trong đó có gần 5.200 hecta diện tích vụ lúa đông xuân. Trong số này có trên 2.000 hecta diện tích lúa bị thiệt hại dưới 30%, có gần 1.800 hecta bị thiệt hại từ 30 đến 70% và có gần 1.500 hecta bị thiệt hại trên 70%. Số diện tích lúa bị thiệt hại do hạn mặn gây ra chủ yếu tập trung nhiều ở các huyện Trà Cú, Cầu Ngang và Châu Thành. Theo dự báo của ngành chuyên môn, trong những tháng tới tình hình hạn mặn sẽ còn diễn biến gay gắt hơn. Vì vậy, Phó Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quang chỉ đạo các ngành chuyên môn và các địa phương thường xuyên quan trắc, theo dõi độ mặn trên các tuyến sông để bơm tác dự trữ nước kịp thời khi có điều kiện. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải hết sức quan tâm đến công tác thủy lợi nội đồng như nạo vét các tuyến kênh, xử lý lục bình khơi thông dòng chảy nhằm đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất. Để đối phó với hạn mặn diễn biến phức tạp trong những tháng tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng cũng chỉ đạo cho ngành nông nghiệp và các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi sản xuất phù hợp với những cây con giống ngắn ngày chịu được hạn mặn để giúp nông dân sản xuất có hiệu quả trong năm nay, nhất là trong vụ hè thu tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh thành phố, thủ trưởng các trường đại học, học viện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh sinh viên đi học trở lại. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tham mưu Quỹ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường chân lực y tế cho trường học, bố trí đủ nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo đến từng nhà trường thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế về các nội dung cần thực hiện trước, trong và sau khi cho học sinh trở lại trường học. Đối với các địa phương không có dịch, có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh như nước sạch và xà phòng rửa tay, hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm. Tăng cường tuyên truyền phổ biến về dịch bệnh COVID-19 giúp cho học sinh biết cách phòng bệnh. Được biết, cùng với nhiều tỉnh thành trong cả nước, vào ngày thứ Hai, 17 tháng 2, học sinh sinh viên tỉnh Trà Vinh bắt đầu trở lại trường học tập sau 2 tuần tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh. quy quỹ Càng Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019 và đề tra phương hướng nhiệm vụ công tác đảng năm 2020. Đồng chí Tô Thị Thu Hồng, tỉnh ủy viên, bí thư quyền ủy chủ trì hội nghị. Năm 2019, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp quỹ đảng từ quyền đến cơ sở, Công tác xây dựng Đảng được quan tâm triển khai, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt có chất lượng, tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, gắm giới việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tư tưởng tuyên giáo luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quyện. việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới, gắm giới xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các ngành các cấp trung quyền tập trung thực hiện nhiệm vụ theo phương châm hành động của tỉnh quỹ năm 2019, hành động kỹ cương, trách nhiệm sáng tạo về đích. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019, toàn đảng bộ quyền Càng Long có 255 chi bộ trực thuộc 21 đảng bộ. Qua đánh giá có 45 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 203 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá 4.388 đảng viên, kết quả có 572 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3.716 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm kết nạp mới được 109 đảng viên đạt 109% nghị quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Thị Thu Hồng, bí thư huyện ủy đề nghị trong năm 2020 các tổ chức cơ sở đảng tập trung cho đại hội đảng các cấp, tăng cường xây dựng đảng hướng về cơ sở các quỹ đảng trong quyền tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể triển khai phổ biến nhân rộng các mô hình học tập làm theo bác. Đối với công tác đào tạo phải ưu tiên cho đội ngũ cán bộ trẻ nằm trong quy hoạch, nhất là cán bộ nữ dân tộc. Chương trình kiểm tra giám sát phải có trọng tâm, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thi hành công vụ, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của đảng viên, tăng cường công tác phối hợp với các ngành địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt. Ngày 13 tháng 2, Thị ủy Duyên Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và đề ra phương hướng năm 2020. Đồng chí Đỗ Quốc Hùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị. Trong năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã có chuyển biến tốt về nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy xác định rõ trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch quan tâm tạo điều kiện cho Quỹ ban kiểm tra thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2019. Qua kiểm tra giám sát, các tổ chức cơ sở đảng đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên, trong đó có 4 cấp quỹ. Hình thức khiển trách 4 đồng chí, cảnh cáo 2 đồng chí. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Quốc Hùng, Phó Bí thư Thường trực Thị Quỹ, chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là Quỹ ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng và nhiệm vụ cấp quỹ giao kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng đảng viên phải nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm qua kiểm tra làm rõ vi phạm khuyết điểm và xem xét xử lý nghiêm minh tập trung giải quyết kịp thời không để tồn động đơn thư khiếu nại tố cáo thường xuyên theo dõi đồn đốc quỹ ban kiểm tra cơ sở giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo thời gian theo quy định kiểm tra đối với tổ chức cá nhân chuẩn bị dân sự đại hội đảng các cấp công tác thi hành kỷ luật phải công tâm, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời nhằm đảm bảo tính nghiêm minh kỷ luật của Đảng. Đoàn công tác huyện ủy Châu Thành do đồng chí Lâm Sáng Tươi, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng bộ xã Mỹ Chánh và chi bộ đông nghiệp thủy nông huyện. Đây là hai đơn vị chỉ đạo điểm của huyện. Tại xã Mỹ Chánh, sau khi đảng quỹ xã Mỹ Chánh báo cáo công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các ý kiến các ngành liên quan, đồng chí Nguyễn Trọng Nhân, Phó Bí thư Thường trực Quyền Quỹ Châu Thành đề nghị đảng quỹ xã Mỹ Chánh cần bổ sung và điều chỉnh nội dung văn kiện đại hội cho phù hợp, quan tâm công tác tuyên truyền cho nhân dân và cán bộ trong xã được biết về quá trình chuẩn bị và kết quả đại hội, tăng cường công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong thời gian tổ chức đại hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu bang, khánh tiết, hậu cần, nhất là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại chi bộ nông nghiệp, thủy nông quyện, đồng chí Lâm Sáng Tươi, bí thư quyện quỹ Châu Thành, đề nghị cấp quỹ chi bộ nông nghiệp thủy nông quyện ra soát nội dung văn kiện đại hội phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đảng bộ quyện các chỉ tiêu đề ra phải phù hợp và những hạn chế phải tương đồng với báo cáo chính trị của quyện về kịch bản đại hội phải bám sát dự kiến diễn biến của đại hội kiểm tra các chi tiết có liên quan và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách và phối hợp với thị trấn Châu Thành tiến hành vệ sinh môi trường xung quanh cơ quan đơn vị. Trường Chính trị Trà Vinh vừa phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bế giảng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngành chuyên viên chính khóa 22 năm học 2019 cho 78 học viên là cán bộ công viên chức trong tỉnh. Sau thời gian hơn 2 tháng, các học viên được học tập và nghiên cứu các phần học về nền hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cùng với những kỹ năng cơ bản trong thực thi công vụ. Qua đây, nhằm nâng cao kiến thức quản lý hành chính nhà nước, hoàn thiện các kỹ năng cũng như tính chuyên nghiệp và phương pháp xử lý tình huống trong thực tiễn, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công viên chức để trực tiếp phục vụ công cuộc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết thúc khóa học, có 78 trên 78 học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngành chuyên viên chính. Dịp này, hiệu trưởng trường chính trị đã tặng giấy khen cho một học viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt. Thưa quý vị và các bạn, theo hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh, hiện nay toàn tỉnh có trên 485.000 hội viên phụ nữ. Trong đó có trên 18.600 hội phụ nữ nghèo. Ngoài thời gian bồi trụ chăm lo ruộng đồng, nhiều chị em không có việc làm thêm nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh việc duy trì hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên, nâng chất các tổ nhóm câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế và tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ và vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ, thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trà vinh đã chỉ đạo hội phụ nữ các quyền thị xã thành phố và hội phụ nữ cơ sở tiến hành khảo sát tìm hiểu hoàn cảnh gia đình hội viên để tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ nắm được chủ trương dạy nghề của các cấp hội tư vấn giới thiệu ngành nghề phù hợp gắn với nhu cầu lao động của địa phương đồng thời tỉnh hội xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể tổ chức dạy nghề cho hội viên cụ thể là các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sản xuất doanh nghiệp mời nghệ nhân hội viên phụ nữ có tay nghề cao tham gia công tác dạy nghề trường nghề cho chị em có nhu cầu học nghề để kiếm thêm thu nhập các ngành nghề đào tạo phù hợp với hội viên phụ nữ nông thôn, trong đó tập trung chủ yếu vào đào tạo các nghề như đang giỏ lục bình, đang giỏ nhựa, đang dây nhựa trên khung sắt. Các cấp hội tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên thực hành, áp dụng nghề được học vào thực tiễn sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Cụ thể như trường hợp chị Thạch Thị Sa Bích, ngụ khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh. Với đôi chân không lành lặn vì bị tật từ nhỏ, đi lại khó khăn, Gia đình chị thuộc dạng khó khăn và neo đơn. Chị Sa Bích cho biết, quanh năm ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc ngoại già, thì chị chỉ có thể kiếm thêm thu nhập nhờ việc làm rẫy. Tuy nhiên, việc trồng rẫy cũng không thường xuyên và khá hạn chế. Bởi chân chị bị đau, nên thu nhập của gia đình vô cùng eo hẹp, đời sống khá chật chật. Chính vì vậy, việc được tham gia vào lớp truyền nghề đang dây nhựa trên khung sắt do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trà Vinh tổ chức đã giúp chị có thêm nghề, có thêm thu nhập để nuôi sống gia đình. Đây là cơ hội hết sức ý nghĩa đối với chị, bởi ngoài việc có thêm thu nhập, chị Sa Bích còn có thể tranh thủ thời gian chăm sóc mẹ già và con nhỏ. Do nghề này có thể làm tại nhà và tận dụng những lúc rảnh rỗi. Tôi có tập, tôi đi làm ông nội ở mướn thuê gì không được, giờ tôi ở nhà tôi làm nghề này được chút đỉnh giúp trong nhà cũng là một trong những hội viên phụ nữ được tham gia lớp truyền nghề đang dây nhựa trên khung sắt. Chị Thạch Thị Hoàng, ngụ khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh cho biết, hàng ngày chị chỉ bán rau cải ở chợ một buổi, còn lại một buổi chị làm thêm nghề đang dây nhựa để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Điều làm chị Hoàng cảm thấy phấn khởi, đó là sau khi thành nghề, chị cũng như các chị em tham gia lớp sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ nguyên liệu đồng thời gia công sản phẩm với giá 6.500 đồng trên một sản phẩm. Mấy cô đó nói nếu mà mình học làm được thì một cái người ta nhận 6 ngàn rưỡi một cái. Tại mình học được làm được nhiều thì có được nhiều vậy thôi. Để cơ dạy tinh thần khởi nghiệp trong hội viên phụ nữ toàn tỉnh, trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, các quyền, thị xã, thành phố và công ty cổ phần Atec Đồng Tháp. Tổ chức trên 150 lớp dạy trường nghề đang sọt dây nhựa cho hơn 6.500 phụ nữ. Kết quả sau khi học nghề, có hơn 5.500 hội viên phụ nữ có được việc làm phù hợp. Theo đó, các hội viên phụ nữ được đại diện công ty cổ phần Atec Đồng Tháp, chủ cơ sở thu mua và cung cấp nguyên liệu, hướng dẫn cụ thể kỹ thuật đang giỏ lục bình để tạo ra những bộ sản phẩm kết từ giỏ lục bình đúng quy chuẩn công ty đặt ra công ty trả phí gia công theo thỏa thuận cho hội Chiên với giá dao động từ 75.000 đến 90.000 đồng trên một bộ sản phẩm. có thời gian nhàn rỗi thì cũng muốn có cái việc làm để kiếm thêm cái thu nhập phát triển cái kinh tế gia đình. Mà cái ngày đăng lục bình này được phụ nữ tỉnh với phụ nữ huyện phối hợp với công ty ATES của Đồng Tháp mở dạy cho chị em thì đa số chị em ở đây đều phấn khởi tham gia học và thấy đang nó cũng dễ nó Nơi dây lục bình nó mềm thì dễ đan hơn nó không có đau tay. Thời gian tới bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về học nghề và việc làm cho phụ nữ, về các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về đào tạo nghề và việc làm cho đối tượng nữ, vai trò vị trí tầm quan trọng của việc học nghề và việc làm đối với phụ nữ, khuyến khích phụ nữ chủ động tham gia học nghề. Song song đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tăng cường tham mưu với Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh về các chính sách dạy nghề, học nghề liên quan đến phụ nữ. Để mạnh việc khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của phụ nữ, sát với nhu cầu thực tiễn của người lao động. Dẫn động thu hút phụ nữ tham gia học nghề. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm mới cho phụ nữ. Đa dạng quá các hình thức dạy nghề cho lao động nữ tại cộng đồng phù hợp với khả năng, trình độ và đặc thù phát triển kinh tế ở địa phương. Tạo cơ hội để chị em phụ nữ phát huy khả năng, áp dụng vào mô hình phát triển kinh tế gia đình, có thu nhập ổn định. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống cho hội chiến phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn. Chương trình Thời sự tối của Đài Truyền Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.